Dạ, mến chào tất cả cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư ở trong nước Việt Nam cũng như bên nước ngoài đã luôn yêu mến, ủng hộ cho Hùng và theo dõi kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng ạ. Cô chú ơi, hôm trước thì Hùng có review và giới thiệu đến cô chú về căn hộ khách sạn Phương Dung á, nằm dưới tại chân núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang và bến Du Thuyền Nha Trang của mình á cô chú. Nhưng mà hôm đó thì Hùng đứng ở bên ngoài, Hùng review và nói thông tin sơ bộ thôi. À, chắc cô chú cũng chưa có chú ý lắm. Thì đây là một căn hộ mà nằm ở một vị trí rất là đẹp, mà trong khu này không nơi nào có được một cái vị trí như thế này. Nó mang lại rất là nhiều cái ưu điểm. Đó, đây là căn hộ này, khách sạn này á, nó nằm ở vị trí bay mặt tiền một cái lô góc mà quay một vòng cung là 300 200 mấy chục độ á cô chú. Đó. Cô chú biết mà biết đúng không? Ngay chỗ đây là chân núi Cô Tiên nè. Đó. Cô chú nhìn lên trên kia là khi mà chúng ta ở trên đó, chúng ta nhìn xuống dưới đây á, là chúng ta sẽ thấy biển nè. Đó. Thì cái núi Cô Tiên này á, nó được ví như là Đà Lạt đi cô chú. Đó. Không khí trong lành rất là mát mẻ, hít thở không khí trong lành. Đó. Và ở dưới đây là biển nè, thì người ta được ví như là Nha Trang. Giữa ở vị trí này á, vừa là Đà Lạt mà vừa lại là Nha Trang. Và có một cái view rất là đẹp. Cô chú nhìn xem, ở dưới bên đây là nguyên cái dãy này á, là khu đất biệt thự nè. Đó, từ đây mà ra xe thiệt là xe ra tới bến Du Thuyền luôn. Là toàn là khu đất biệt thự. Mà đất biệt thự ở đây á, mỗi lô như vậy tầm khoảng là 3 đến 400 mét lận. Mà giá của nó hiện tại bây giờ là 38 triệu một mét cho một lô biệt thự. Đó. Từ vị trí căn hộ khách sạn Hùng đang đứng đây nè, chạy ra cái bến Du Thuyền của mình á, có khoảng là gần 800 mét cho đến 1 km thôi cô chú. Đó. Cô chú nhìn xa xa phía trước nè, Hùng phóng to lên cho cô chú xem. Ở trước chúng ta là cái bến Du Thuyền nè. Đó, cô chú nhìn xem. Đó. Chỗ mà có mấy cái hàng cây dừa á cô chú ạ. Đó, với lại cái tòa nhà mà mái ngói Thái á. Đó là bến Du Thuyền đấy, khu resort á, nguyên cái dãy đi ra ngoài bãi Tiên á là toàn là resort không cô chú à. Đó, nơi này là một nơi rất là tiềm năng, khí hậu nơi đây cũng rất là tuyệt vời cô chú. Đó, thì từ ở vị trí này, căn hộ khách sạn này mà đi ra bờ biển của chúng ta, ngay tại hai cái tòa tháp đôi La Luna đang hoàn thiện khoảng 80% rồi ạ, thì chỉ có khoảng là 500 m thôi cô chú ạ. Không quá là xa. Đó, từ đây mà đi ra biển thì 500 mét thôi và ra đường Phạm Văn Đồng ạ. Thì đường Phạm Văn Đồng Nha Trang của mình nó là nguyên một dãy là đều là biển hết cô chú. Nha Trang của mình chỉ có hai con đường là có biển thôi, đó là Phạm Văn Đồng và đường Trần Phú. Đấy, cô chú biết sao? Biết không? Đây là con đường Nguyễn Dữ nè. Đó, con đường Nguyễn Dữ này á đi thẳng một mạch ra một xíu thôi. Đó, thì cô chú sẽ thấy được là bến Du Thuyền luôn, với lại hai cái tòa nhà tháp đôi đã chạy thẳng ra là tới biển luôn. Và nơi đây cô chú nhìn xem nè, ở dưới đây là có cái tòa nhà đó, tòa nhà biệt thự siêu to khổng lồ giống như cái tòa lâu đài cô chú đó. Cô chú nhìn xem rất là đẹp đúng không ạ? Và bên cạnh đây á, ngay tòa chỗ đây nè, có cái biệt thự mà rất là đẹp mà Hùng cũng có review cho cô xíu chú xem rồi. Nãy giờ Hùng đang nói cho cô chú hiểu một điều là cái căn hộ khách sạn Phương Dung của mình nó nằm ở một vị trí rất là đẹp. Và nơi đây Hùng cũng thấy rất là tiềm năng, bởi cô chú biết sao? Trên núi Cô Tiên này nó có tất cả là 29 dự án lận, nhưng mà đang trong quá trình xin giấy phép rồi. Thì trước hết thì Hùng sẽ giới thiệu cho cô chú một cái dự án sau cái kề bên cái khách sạn Phương Dung này. Nếu mà cái dự án này mà hoàn thiện thì căn hộ khách sạn này của chúng ta sẽ tăng giá trị lên rất là nhiều. Đây, cô chú nhìn thấy không? Ở phía trước chúng ta là nguyên một đồi xoài. Và qua bên đây á, là khu dự án nè. Đó, có chỗ có mấy cây dừa á. Đó, là đây là dự án của chị Thảo Vietjet đó cô chú. Cô chú có biết là hãng hàng không Vietjet E của Khánh Hòa mình không? Đó, là chính chủ chị Thảo đấy. Nguyên cái vườn xoài này là của chị Thảo hết. Và dự án bên kia thì đang làm dang dở nè, thì do giấy phép độ xin chưa xong
Nhưng mà Hùng đã thấy là một điều là khoảng 2 đến 3 tuần trước á, thì có mướn một người thầy và tới cúng á, là một bữa cúng ở đây. Thì Hùng nghĩ rằng chừng năm sau, sau khi Tết Nguyên Đán xong á, là bắt đầu sẽ khởi công lại. Cô chú nhìn xem bên dưới đây là máy múc, máy ủi đồ sẵn sàng hết rồi, chờ chỉ cần có một ít tiền, có tiền là có thể bắt đầu khởi động lại. Đó, cô chú nhìn xem bên dưới chúng ta là đó, vị trí bên đây là một con đường nó xung quanh vòng xoay nè, nơi đây có rất là người đông người qua lại, xe ô tô tải nào ta qua lại ở đây nè. Đó, bên dưới cái tòa căn hộ khách sạn Phương Dung này á, nó có một cái vị trí là chỗ kinh doanh mua bán quán cà phê á cô chú. Đó, tổng diện tích hết luôn, bao quanh hết cái lô đất nhà mình á khoảng 200 mét, nhưng mà diện tích trong sổ á, thì được công nhận á, là chỉ có 106 mét thôi. Thì mình ăn gian được cái phần của lòng lề đường nhà nước luôn á, là 200 mét cô chú. Này, khí hậu ở nơi đây nó vừa là Đà Lạt vừa là Nha Trang mà không nơi nào có được. Nó vừa là cảnh tiên núi, vừa là cảnh biển. Đó, một nơi rất là tiềm năng. Rồi, thì nãy giờ Hùng cũng giới thiệu về vị trí và tiềm năng của nó rồi. Thì bây giờ Hùng sẽ giới thiệu tổng quan sơ lược của căn hộ khách sạn Phương Dung này như thế nào cho cô chú xem nha. Có nó có ưu điểm gì và nhược điểm thế nào để cô chú nắm được tình hình và mình có thể xuống tiền đầu tư. Đó. À, Hùng xin nói tổng diện tích đất của nó là 106 mét. Chiều ngang mặt tiền của nó rộng khoảng là hơn 20 mét. Và nó có tất cả là 7 tấm. Đó. Và nó có tất cả là khoảng 9 căn. 9 căn hộ. 9 căn khách sạn. Đó, thì trong mỗi căn nó sẽ có 2 phòng ngủ. Đó. Và tầng thứ 7 này á, nó trên đây nó có 2 cái phòng ngủ. Đây là một phòng này. Qua bên kia là một phòng này. Đó. Trên này á, là chỗ mà mình trồng cây cảnh với lại buổi chiều á, có thể làm đem thịt với lại đồ nướng, lò than đồ lên đây mình nướng với lại mình ngồi nhâm nhi bia mình ngắm cảnh rồi. Đó. Về giá bán á, chính chủ muốn rao bán cái căn khách sạn này á, là 17 tỷ 500 triệu có thương lượng cho mình, và giá mà chính chủ muốn chốt á, là 16 tỷ 800 bao hoàn công cho mình luôn. Tại cô chú biết sao, căn này thì đang chưa có hoàn công và cũng đang có chút nợ ngân hàng một xíu, nên là chính chủ cũng kẹt tiền nên muốn muốn bán để trả lãi ngân hàng, trả đồ này nọ hết luôn. Đó, giá chốt là 16 tỷ 800 triệu bao hoàn công cho mình. Đó, khi mà mình đặt cọc là người ta sẽ làm cái thủ tục hoàn công đầy đủ hết cho mình, là mình chỉ cần vào mình kinh doanh thôi. Đó, cô chú nhìn xem bên trên này đứng đẹp không? Đó, thì Hùng cũng phải diễn giải cho cô chú hiểu được tất cả ngọn ngành vấn đề của cái căn khách sạn này để mình mới có thể xuống tiền được. Đó, đây là có tất cả 7, 7 tấm nha. Đó, tổng diện tích sàn của cái căn hộ khách sạn Phương Dung này gần 1.000 mét. Và pháp lý ở đây là đất ở đô thị 100% full thổ cư. À, vị trí của nó là ba mặt tiền đường, trung tâm phố biển ngay tại Tháp Tràm Hương á, thì tầm khoảng là 6 km, và cách bãi tắm của mình á, ngay tại Mường Thanh Viễn Triều bên kia á, là tầm khoảng 1,5 km, cách bờ biển và tòa tháp La Luna kia là 500 m, cách bến du thuyền kia á, là 800 đến 1 km, và cách khu biệt thự đồi núi Cô Tiên của mình á, thì tầm 2 đến 300 mét thôi. À, cô chú nhìn xem cái biệt thự đồi trên đây. Đó, rất là đẹp đúng không? Đây là núi Cô Tiên nè, tiên cảnh nè. Ở đây có thể thêm một cái hình thức du lịch nữa là du lịch leo núi. Đó, Hùng thấy có mấy ông anh hay leo núi lên đây. Tối tối đem thịt lên trên núi cao rồi leo núi rồi. Ở trên đó cắm trại và nướng thịt rất là hay. À, các giấy tờ pháp lý liên quan đến căn khách sạn này như sau, gồm có giấy phép phòng cháy chữa cháy,
giấy phép đăng ký kinh doanh, sổ hồng chính chủ, mang tên chính chủ. Và hoàn công thì hiện tại chưa hoàn công. Khi nào cô chú đặt cọc thì chủ sẽ làm thủ tục hoàn công cho mình. Sau khi hoàn công xong là mình sang tên công chứng. Cô chú ạ. Đó. Đây là tầng ở trên cùng đây để bồn nước với lại điện năng lượng mặt trời. Đó. Tổng diện tích đất mà thực tế của mình còn gần hơn 200 mét là. Còn diện tích đất mà công nhận ở trong sổ là 106 mét thôi. À, đây là cô chú thấy cái bàn này với mấy cái ghế đây là để buổi chiều người ta lên ta nướng thịt nướng đồ này. À, trong đây là một cái phòng ngủ này. Hiện tại trên này mới trẻ hai phòng. À, chứ còn mấy bữa trước là full kín phòng hết cô chú à. Hùng rất là tự hào về căn khách sạn này. Trong mùa Covid thì lúc nào cũng full kín phòng thì họ mới trẻ khoảng 2 tuần nay thôi. À, thì tạm thời cô chủ cũng hơi bận nên trên này nó hơi bừa bộn chút. Đó, đây là căn phòng ở trên tầng trên của mình đây. À, giấy tờ tất cả pháp lý rồi thì khi nào cô chú cần á thì hãy kết bạn Zalo nè, Viber nè, WhatsApp nè, Messenger nè, Facebook nè, và hotline của Hùng là 0967 269 585. Hùng xin đọc lại là 0967 269 585. Đó. Ở trên đây lại có đầy đủ các thiết bị là cơm điện, máy giặt ở bên cạnh kia, máy quạt, tủ, màn rèm chăn ra gối nệm cho khách ở lại, tivi, tivi, máy lạnh. Đây có nhà vệ sinh riêng nè. Nhà vệ sinh đây để phục vụ nếu mà mình ăn nhậu trên đây mình đi vệ sinh. Do là mấy bữa nay là mắc bận nên cũng chưa có tưới cây nên cây nó hơi héo với lại rết lá cây đồ bay vô đây hơi dơ chút. Dạ. Dạ giờ con quay trên này xíu cái rồi xuống xuống nha. Dạ, con quay cái phòng này nữa. Chăn ra gối nệm, màn rèm, tủ, máy quạt. Có đầy đủ, chỉ cần vào là có thể kinh doanh được ngay. Giá chốt là 16 tỷ 800 bao hoàn công cho mình. Còn giá bán là 17 tỷ 500 triệu. Đứng ở sau bên này là dự án của chị Thảo nè. Đây là khu vực giặt ủi rồi. Phơi mành rèm chăn ra gối nệm của chú ạ. Đó, bây giờ mình xuống dưới tầng dưới nha. Ở dưới tầng này là tầng của gia đình ở. Sau này mình không ở thì mình sẽ cho thuê. Đó, có một số cái đồ nội thất mà của chủ người ta tặng á, của chủ cho chủ á, thì làm kỷ niệm á, thì sẽ chủ sẽ mang đi. Còn một số nào mà liên quan đến khách sạn á, thì chủ sẽ để lại cho mình. Đây là khu vực tầng của gia đình cho mình. Đây có cái thang máy đầy đủ, mình đi lên thang máy thoải mái, không phải sợ mỏi chân.
Đây là tầng của gia đình. Xưa giờ Hùng chưa có review cái chỗ này. Thì hôm nay Hùng review cho cô chú xem nha. Thang máy của nhà mình đây ạ. Căn này thì lúc nào cũng có khách đông kín hết cô chú à. Và đặc biệt là có cái chỗ để chúng ta có thể kinh doanh, mua bán cà phê. Nếu mà cho thuê chưa kín phòng thì mình vẫn có cái công việc kinh doanh cà phê. Thì chúng ta kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thoải mái nữa. Đây là phần bên trong này. Bộ bàn gỗ đây thì có thể để lại cho chúng ta. Còn mấy cái tranh, cái liễn như thế này là của chủ, người ta tặng cho anh chú chủ nhà, nên chú sẽ giữ lại. Đó là quà kỷ niệm của chú. Đó, bộ bàn ghế này, này sẽ để lại cho chúng ta nè. Anh cô chú nhìn xem cái bộ ghế này nè. Đó. Đây là nhà vệ sinh của mình ở tầng trên này. Đây là khu vực gia đình sinh hoạt ở trên gia đình. Cái bàn này là chủ cũng mang đi, tại bộ bàn này là người ta tặng chú chủ nhà. Đó. Cô chú yên tâm, căn nhà này Hùng làm việc với chính chủ, không qua bất kỳ một trung gian bạn môi giới nào cả. Nên cô chú thích là Hùng sẽ show up tất cả, không có phải giấu giếm bất kỳ thứ gì cả. Đó, địa chỉ thì ngay tại góc của đường Triệu Quang Phục và đường Nguyễn Dữ, ngay tại chân núi Cô Tiên, Bến Du Thuyền, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang của mình. Đó. Hùng không có giữ kẽ và cũng không có giấu giếm cái gì cả. Hùng thích minh bạch rõ ràng. Làm việc với cô chú là cô chú yên tâm. Đó. Còn những nào mà chỗ nào mà Hùng kết hợp thì như mấy bạn môi giới thì phải, mấy bạn nó cũng hay sợ mất hàng nên Hùng cũng không có thể show up hết được. Đấy, cô chú nhìn trên này đồ toàn đồ gỗ nội thất xịn không? Đây là phòng gia đình. À, mấy cái tranh liễn kia 182838 như lại kia là của chú chủ nhà, chú sẽ mang đi. À, với lại một số bên cạnh này là có mấy cái đồ gỗ nội thất, đồ nội thất như thế này đó là mang đi nè. Cái bình đây cũng vậy, cũng mang đi luôn. À, nếu mà cô chủ thích thì có thể thương lượng cái giá cả, chú chủ nhà sẽ để lại cái bình này. Chú ơi, con xem phòng xíu á. Mấy cái đồ dùng cá nhân á thì người chủ nhà sẽ mang đi ạ. Đã nữa Hùng sẽ giới thiệu cô chú chủ nhà luôn. Đó, để cô chú biết rõ sau này làm việc. Hùng quay nó hơi lâu và hơi chi tiết xíu thì rất mong cô chú ngồi kiên nhẫn mình coi thì mình mới nắm bắt được tình hình. Ở đây có ban công nè. Đó. Chỗ nào cũng có ban công hết á. Đó, ban công đây. Có cái ghế để ngồi nè. Đó. Đấy, mở ban công ra là mình thấy biển nè. Này cô chú nhìn. Đó, nhìn xe xe dưới kia là chúng ta thấy biển rồi đúng không? Đó, view biển nè. Không có một cái căn nhà nào có thể chán được tầm nhìn của mình cả. Đó, nhìn xe xe là thấy biển rồi, đẹp không? Tầm nhìn bán kính 10 km luôn. Đó, mở ban công ra là mình thấy nè. Hùng muốn làm chi tiết á thì để cho cô chú nắm được tình hình chứ. Quay sơ sơ thì làm sao mà hiểu được. Đây, thang máy nè. Đó.
vào bên trong này nè, trong phòng ngủ này, là khi mà mở cái rèm ra là mình cũng sẽ thấy được view biển luôn này. Cô chú nhìn xem, đó đứng đây là thấy biển rồi nè, thấy không? Đó nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, nhìn thấy được bến du thuyền luôn. Đó. Đây là tầng gia đình. Thì mỗi tầng như vậy nó sẽ có hai cái căn. Trong một căn như vậy nó sẽ có hai cái phòng ngủ. Đây nhà vệ sinh này cô chú. Giá chủ muốn chốt là 16 tỷ 800, bao công tác hoàn công, thủ tục hoàn công, tài sản gắn liền với đất cho gia đình mình ạ. Cho mình mua để mình an tâm mình kinh doanh. Giá bán là 17 tỷ 500 triệu. Đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên tầng phòng bên kia nha. Đây, có thang cầu thang máy và thang bộ. Đây, cô chú nhìn xem. Trên này lại có mấy cái kệ đồ gỗ nội thất này. Sau này cô chú có làm đồ gỗ nội thất cho khách sạn, căn hộ, apartment hoặc là biệt thự, resort và căn nhà nguyên căn thôi thì hãy ủng hộ Hùng nữa nha. Hùng mới làm bên công ty nội thất Kiến Hưng Nha Trang đó cô chú ơi. Địa chỉ công ty nội thất thì tại Phú Bình, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang ạ. Chuyên sản xuất và thiết kế lắp đặt nội thất. Bên đây là nhà vệ sinh của mình đây cô chú. Đó. Cái đồ đây là cũng xịn nè, Toto này cô chú ơi. Đó, có chữ Toto này ha. Giúp tôi nhé, lộn lộn. Sorry. Cô chú nhìn thấy cái gương, cái bàn trang điểm này đẹp không? Đó, nhìn rất là quý tộc ha. Đó. Mở cái rèm này ra là chúng ta sẽ thấy được là biển nè. Đó, đứng đây là thấy nhìn qua bên đây là chúng ta thấy biển nè cô chú. Đó. Thấy đẹp không? Đó, thấy toàn cảnh thành phố Nha Trang luôn. Chỉ chán là chán cái hai cái tòa nhà to đùng kia thôi. Đó, hai cái tòa nhà đó là cũng chắc tháng 6 năm 2021 này sẽ hoàn thiện. Thì lúc đó người ta tới ta nhận nhà, ta làm nội thất rồi, ta sẽ vô ta ở thì khu này nó sẽ đông vui nhộn nhịp sầm uất lên. Bên dưới chân cái tòa nhà đó thì Hùng thấy cũng có vài cái dịch vụ tiện ích đang bắt đầu làm đó, như là khách sạn mini nè, rồi xong rồi có nhà hàng mini nè, quán karaoke nè, đó hải sản, nhà hàng hải sản nè, đầy dưới chân đó hết. Năm sau 2021 là một năm mà sẽ nhộn nhịp vui vẻ với ngành bất động sản đó cô chú. Tại biết sao, giờ trong ngân hàng á, tiền người ta nhiều quá, người ta không biết làm gì luôn, lãi suất ngân hàng quá rẻ nên họ sẽ đi đầu tư bất động sản rất là nhiều. Ngân hàng nhà nước mới vừa bơm thêm 1.000 mấy trăm tỷ vô trong hệ thống ngân hàng thì tiền bắt đầu nó cứ rẻ hoài, mình gửi ngân hàng đâu có lãi đâu, nên mình phải giữ tiền để chống lạm phát bằng cách là đi đầu tư bất động sản nè, đầu tư cổ phiếu nè, đầu tư vàng nè. Thì bản thân Hùng cũng không nhiều khả năng nhưng mà Hùng cũng đầu tư cổ phiếu để giữ cái đồng tiền của mình. Đó, bên này là có phòng, có khách cho đang cho thuê, đang thuê. Đó, phòng căn hộ Vương Dung 402. Đó, cô chú nhìn thấy dép ở bên ngoài là có khách đây. Đây, phòng cháy chữa cháy nè. Đó, cô chú nhìn xem. Đó. Có khách đang thuê nên Hùng không thể nào mà mở vào bên trong cho cô chú xem được. Rất mong thông cảm. Đây là 401. Tổng diện tích sàn của nó là khoảng 140 mấy mét cho một sàn, thì nhân lên 7 tấm thì nó sẽ ra là khoảng 1.000 mấy trăm mét, gần 1.000 mét sàn nha cô chú.
Đây là Bali 2. Ở đây có người ta ở đến 3-4 năm rồi, người ta vẫn chưa có rời đi. Đó. Có những khách hàng trung thành rồi. Đây thì họ xây khoảng 4 năm rồi. Đấy, Bali 2 này. Có hệ thống camera an ninh này, đầy đủ cô chú ạ. Đó. Có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đây là Bali 1. Đây, cứ một tầng là hai căn. Trong một căn nó sẽ có hai cái phòng ngủ. Đây, chỗ này có khách nè, nên người ta để giày dép như thế này nè. Khi nào cô chú mà qua xem nhà thì Hùng dẫn mình đi xem trực tiếp hơn, dễ hơn. Đó. Bên dưới đây chắc còn trống một phòng này, Hùng sẽ đi vào bên trong để chúng ta xem nha. Đây là căn hộ Phương Dung tầng phòng 202. Đó, 202. Bên này là có phòng 201. Đó. Đây là mình đi vào bên trong đây. Đột nhập. Gọi là đột nhập để mình xem căn hộ. Đó. Đây đó, mấy cái đồ gỗ thất ở đây toàn hàng xịn không á cô chú. Đó, nhìn rất là đã. Đó, đây là một căn mà trong này là có hai cái phòng ngủ luôn. Đây sau dịch là cô chú về đây sở hữu căn này, vừa được nghỉ dưỡng nè, lại vừa có thu nhập nè, lại có thêm một cái dòng tiền từ việc mà mình bán cà phê buổi giờ sáng nữa, thêm vui vẻ. Đó, có công ăn việc làm bên dưới, nếu mà mình cho thuê không được nhiều thì mình cũng có cái nguồn thu nhập từ việc bán cà phê. Đó, bên dưới cô chủ ở dưới cổ bán cà phê rất là đắt cô chú ạ. Đông khách lắm. Sáng sớm nào cũng làm tới tất bật tới 12 giờ trưa mới nghỉ rồi. Rồi sau 12 giờ trưa thì khách bắt đầu nó lai rai tới chiều. Đấy, cô chú nhìn xem bên trong nè, đó đồ gỗ nội thất xịn lắm. Hùng mai mốt cô chú có làm mấy cái này thì ủng hộ Hùng nữa nha. Đây, phòng ngủ nè của mình nè, nó có cái tủ nè, tủ này đựng đồ nè, đó. Đó, trong cái căn này là bên này là có một cái phòng ngủ nữa nè. Đó. À, phòng ngủ này mở màn ra cũng có ban công, nói chung là ở cái tầng nào nó cũng có cái một cái ban công hết để mình ra mình ngồi về đó mình hít thở không khí trong lành, với lại mình ngắm biển á cô chú. Đó, đây ban công nè, đứng đây thì cũng bắt đầu thấy biển, nhưng mà biển thì do có mấy tầng nhà nó hơi che xíu nên mình không có thấy được. Đó, bên dưới đây là con đường Nguyễn Dữ nè, con đường này là cũng là một con đường nổi tiếng trong khu này nè. Đây là trục đường chính nè. Của con đường này là đường Nguyễn Dữ, này là trục đường chính của cái khu này nè. Này xuống đây là chúng ta qua nhìn xuống là vị trí này, là vị trí lộ trung tâm nè. Đó, vòng xoay này có rất là nhiều ô tô với lại xe cộ đều qua lại cái đoạn này. À. À, Hùng sẽ giới thiệu cho cô chú một vị khách có chiếc ô tô này, họ đã ở 3 năm rồi. Một vị khách này là người Hàn Quốc, họ không có muốn đi đâu hết á. Đó. Đây cô chú, đó, nhìn xem. Đây là nhà vệ sinh của mình. Đó. Ở đây là tỷ lệ còn mới sử dụng đến 80% lận. Đó. Tất cả các đồ còn mới đó, mình mới sử dụng 2 đến 3 năm thôi, nó chưa có cũ. Giá trị sử dụng của nó đến 80%. Đây chỉ là một căn thôi nha, một căn mà có hai cái phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh, hai cái nhà vệ sinh. Đó, hai nhà vệ sinh. Rồi căn bên này
201. Đó. Căn này chắc có khách rồi, để Hùng coi thử. À, có khách rồi cô chú à, nên không thể nào mở được. Mà thông cảm, thông cảm. Tại nhà mình có 5 tầng nên đi thang máy cũng mắc công, nên thôi mình đi thang bộ cho mau. Đây là tầng 101 nè. Đó, tầng này cũng có 2 căn. Một căn là nó sẽ có 2 cái phòng ngủ. Đấy, đây 101 và 102. Đây, 102 bên đây. Đó, ở đây cũng có khách đang ở nè cô chú. Đó. Đây là hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà mình nè. Hùng phải đi chậm chậm và diễn giải từ từ, từng bước một để cho cô chú biết được cái nhà của mình nó như thế nào, mình mới dám bỏ tiền mình xuống, tiền mình đầu tư chứ. Ở đây thì đặc biệt rất là tuyệt vời, khí hậu ở đây rất là yên tĩnh và không khí rất là trong lành, nó không phải giống như Hà Nội của mình đâu. Hà Nội hiện tại bây giờ rất là ô nhiễm không khí. Ở nơi nào mà ô nhiễm không khí thì tỷ lệ bệnh ung thư rồi rất là lớn. Đây, đây là không gian tầng trệt nè. Không gian này đang chợ, kinh doanh mua bán cà phê nè cô chú. Đó. Hôm nay là ngày 30 Tết của năm 2021, 20 chứ, cũng là thời những ngày cuối cùng của năm 2021. Chuẩn bị tiễn năm 2021 rồi. Đến chuẩn bị qua năm 2022. Lộn. Chuẩn bị tiễn 2020 ra đi, giờ đến 2021. Đây, buổi sáng rất là đông khách, nhưng mà do là sáng nay Hùng mắc bận nên Hùng không có review. Đó. Nguyên cái phần mà từ vị trí bên này đi vào bên trong này qua đến cái chỗ kia là 106 mét. Chúng ta ăn gian được cái phần ngồi đây nè. Đó, phần ngồi trống như thế này đó là tổng hết. Phần ngồi đây là mình được khoảng là 200 mét đó cô chú. Đó, qua bên đây là mình có cái chỗ để xe máy nè. Đây là cái chỗ để xe máy nè. Đó, mình có thể ngồi xe máy thì mình có thể để được một chiếc ô tô nữa. Nhưng mà người ta thì có, người ta thích để ngồi kia cho nó thoải mái hơn. Đó, đây là vị khách mà ở rất là lâu đời, 13 năm nay rồi, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn chuyển đi. Và đến ở đây là vị trí chỗ này là lúc nào cũng đông khách á. Người ta sẽ ưu tiên chọn cái căn này, ở này hơn mấy cái căn bên kia một xíu. Đã nguyên nguyên cái phần viền, từ cái viền màu đen đây nè. Đó, bên đây là một con đường, đường này là đường hẻm, này là đường nội bộ rộng khoảng 6 mét đến 7 mét. Thì vị trí của căn nhà của chúng ta nó bắt đầu từ cái đoạn bờ tường màu đen đây nè. Đó. Không phải diễn giải cho cô chủ hiểu biết được cái căn nhà của chúng ta nó thế nào. Đó. Đó, cô chú tính từ cái viền màu đen, bức tường gạch màu đen á, là cái phần khung bên trong á, là 106 mét. Nhưng mà chúng ta ăn gian được cái phần ở ngoài đây nè. Đó, cái lề đường của nhà nước nè. Hay là nó tổng khoảng là 200 mét, gần 200 mét cô chú. Đó, cái mặt đây vòng vòng ba cua này nè, không dễ gì mà có được. Cái ngõ đây là đó, mình để ghế, để đồ cho khách ngồi cà phê nè. Buổi sáng sớm nè, đó. Rất là rộng đúng không? Đó, cái đoạn này nè. Đó, tới cái đoạn đây. Nói chung là trong cái viền đây là hết là 106 mét nè. Qua tới cái cột điện ở đây. Đó, qua tới cái viền đây. Đó. Đứng bên đây là chúng ta thấy dự án của chị Thảo Vietjet nè. Đó, ngay chỗ cái vòng bao quanh màu trắng đấy. Đó, cô chú nhìn thêm. Đây là máy múc nè. Đó. Đây là hướng lên chùa Đà Bảo Núi Cô Tiên nè.
sau này chùa Đa Bảo được quy hoạch là dự án du lịch tâm linh đó cô chú. Đó, ngay ở đây là buổi chiều rất là mát, không khí trong lành từ gió cây rồi. Chứ ở trong khu đô thị Mỹ Gia thì cây cối rồi rất là ít và nắng rất là nắng. Nhưng mà ở đây vừa có khí hơi nước biển nè, vừa lại có không khí oxy thải từ cây ra nè, thì làm cho mình rất là dễ chịu cô chú. À, nơi đây thì Hùng thấy là chiều lại có sáng rồi có mấy cái ô tô đồ hay qua đây, với lại người ta đi qua lại ở đây rất là nhiều. À, đây là một vị trí lô góc ba mặt tiền mà trong khu này Hùng đi mãi rồi cũng không thấy cái lô nào mà như thế này cả. Đây là một vị trí độc tôn mà có thể nói là vị trí vàng trong làng bất động sản á cô chú. À, bên dưới là kinh doanh cho thuê cà phê, bán cà phê này. À, sau này mấy cái này thì họ tặng lại cho mình, Hùng sẽ xin lại. Đã bán được Hùng xin cái này. Đã. Đã. Điểm yếu của căn nhà này là chưa hoàn công thôi, nhưng mà nếu cô chú chốt với cái giá 1 tỷ 8 thì chủ nhà cũng sẽ bao hoàn công cho chúng ta, nên cô chú yên tâm về vấn đề hoàn công ạ. À, nhà của chúng ta rất là sạch sẽ và thường là cũng là vị trí là lựa chọn nơi điểm đến để người ta nghỉ mát như là cà phê lúc mà đi nắng nóng á. Đây là không gian nhà bếp phục vụ quán cà phê của mình đó, máy pha cà phê rồi này nọ, mai mốt cổ cũng sẽ để lại cho mình. Trên đây là có nhà vệ sinh phục vụ quán cho khách đi cà phê. Bên này là nhà vệ sinh nữ và bên này nhà vệ sinh nam. Đó. Hùng sẽ đứng trên đoạn này để cho cô chú nhìn tổng quan cái khu vực bán cà phê của nhà mình. Đó. Đó. À, nhà cô chú này là người trên Đắk Lắk nên lấy loại cà phê rất là xịn sò phục vụ khách ở đây, nên họ rất là khách họ đây buổi sáng họ rất là thích uống cà phê ở quán này cô chú ạ. Đó, cà phê này là cà phê Nguyễn Vũ rồi. À, đến đây Hùng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu mến ủng hộ Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. À, nếu mà cô chú quan tâm đến cái khách sạn này hãy liên hệ Hùng bên dưới số điện thoại là 0967 269 585. À, chân thành cảm ơn sự yêu mến của cô chú. Hôm nay là ngày cuối năm 2020. Hùng chúc cho cô chú có một năm mới làm ăn phát đạt, phát tài. À, sau này có mua nhà, mua đất tại Nha Trang hoặc là làm nội thất thì hãy ủng hộ Hùng với nha. Chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều. Hùng làm nó hơi dài xíu, rất mong được cô chú thông cảm và coi tường tận thì mình mới hiểu được. Đây. Bên đây là căn nhà. Đó, căn nhà đây là ngay tại chân núi Cô Tiên nè. Đó, căn nhà đó thì Hùng mới bán đó. À, khoảng 2 tháng trước thôi. Đó, căn nhà 5 tỷ rưỡi, chốt 5 tỷ tư. Thì cũng là cô chú người Đà Lạt. Cô chú biết tại sao mà cô này cô chọn ở vị trí này không? Là bởi vì nơi Nha xuống họ cảm nhận được cái khí hậu của người Nha. Như đây rất là tuyệt vời. Cô ở trên Đà Lạt á, nhiều năm rồi thấy khí hậu trên đó rất là lạnh và khó, không có phù hợp với cái sức khỏe của cô đó. Nên giờ cô từ Đà Lạt cô xuống dưới đây cô ở. Cô không biết cô chú ở sao cho mà Hùng theo cảm nhận và được phỏng vấn của Hùng thì tất cả những vị khách khi mà muốn sống tại Nha Trang họ đến là họ sẽ cảm nhận được cái khí hậu rất là có sự thay đổi khác biệt so với cái nơi họ đang sống, nên họ rất là yêu thích cái chỗ này, đặc biệt khí hậu và con người tại Nha Trang cô chú ạ. Đó, Hùng nói nó hơi dài xíu, mong cô chú thông cảm nha. À, Hùng cho cô chú xem vẻ bên ngoài của căn khách sạn này luôn. Đứng ở một vị trí mà không nơi nào có được. Đó, chạy thẳng ra xíu là chúng ta tới biển rồi. Đó, còn chạy thẳng xuống khu này là khu biệt thự rồi. Đây là lên núi Cô Tiên như là chùa Đa Bảo nè. Đây là dự án của chị Thảo Việt Z nè. Đó. Giá chốt 16 tỷ 800 triệu nha cô chú, bao hoàn công hết luôn. Khi mà cô chú đặt cọc là người ta sẽ làm hoàn công cho mình. Và sổ đang cắm ngân hàng thì mình có thể tới ngân hàng mình làm thủ tục rút sổ ra với lại thế, xóa thế chấp.
Đang vay ngân hàng 8 tỷ á cô chú. Đó, cô chú nhìn vẻ bề ngoài của nó rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi cái tầng như vậy có cái ban công này. Đây 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm, 6 tấm, 7 tấm. Rồi. Cô chú xem nhà chi tiết hơn thì hãy liên hệ Hùng nha. Hùng để tất cả thông tin liên hệ của Hùng bên dưới phần mô tả video này. Cô chú hãy gọi cho Hùng bằng số điện thoại là 0967 269 585 ạ.